Vâng, trước khi đến phần công bố điểm của chương trình hôm nay thì con cũng xin giới thiệu một em thiếu nhi có đôi lời đến cảm ơn cha và ban thầy giáo cũng như quý sơ và mọi người đã động cộng tác với các bạn thiếu nhi trong ngày trại hè hôm nay. Xin mời em lên. Được 200.
đứng đuôi lại đâu chứ. Chụp đây nó thẳng lên. Tiếp theo, xin mời đội Maria giải nhất về niềm tin.
được nhìn được đi ạ. Nhìn được về lĩnh vực gì là nhất nhá. Giải nhất bác ái xin dành cho đội Nam Minh. Đội Nam Minh của bạn đâu? Rồi xin mời đội Nam Minh lên trên giải ạ. Đội Nam Minh. Đứng vào giữa đi. Đứng vào giữa đi. Rồi cho hai bé đi ra. Có hai bé ôm đúng không? Bé ôm. Thank you.
Thank you.
Vâng, sau một ngày ròng rã chơi nhiệt tình hết mình, các bạn đã mang giải về cho đội của mình. Và sau giờ này các bạn sẽ tập trung theo đội để chúng ta bóc quà nhá. Không bạn nào bỏ quà cho đấy đặc biệt là mỗi bạn một quà đấy. Con xin kính mời cha xứ có lên có đôi lời với chúng con trong ngày giờ cuối cùng chúng con cho ngày hôm nay. Thì
mừng cái tin mà em trở về thể xác nữa, bởi vì các em có tài năng, có trí tuệ, các em tập có thể điều khiển mình trong những cái cuộc vui chơi ngày hôm nay. Cha cũng nhắn nhủ các con là tất cả đều vì đức tin, tất cả để giúp cho các con đến thánh lễ. Thì các thánh lễ chiều chủ nhật xin các phụ huynh cho các con đi sớm, sợ muộn nhất 2:30 phải có mặt nhà thờ để các con được huấn luyện học hát rồi học giáo lý, rồi sau các con bước vào thánh lễ. Các con thứ gì nữa, sang năm mà có nhiều những cái trò vui vui hơn thì muốn có được thẻ vui chơi thì các con phải đi lễ. Đi lễ các con nhận được thẻ này, các con trả lời cái câu hỏi thì là có thẻ, và không chỉ một năm có thể không có thể tổ chức một lần mà đến 2-3 lần để cho các con vui chơi. Bây giờ thì nhờ một lần nữa cảm ơn các con và xin thông báo là ngày mai các con lại tiếp tục học giáo lý, để các con không quên ngày mai các con đi rồi còn các tổ và các con có phần quà quây quần bên nhau và chúc vui đúng không? Chúng ta đoàn chào hôm nay rất chúc tất cả các con ơi. Cho anh chị em.